Wow, ok và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và tiếp tục hôm nay mình sẽ làm tiếp tập 3 cho anh em xem nha. Thì vẫn làm đệ tử Phong Cận và sư phụ Siro các bạn ơi. Đó, mình vẫn tiếp tục làm đệ tử của anh Siro. Mình không biết bao giờ mình mới được pro với anh Siro đây. Đó, thì mình nghĩ là tập này bọn mình sẽ gọi là xây một cái nhà nhỏ nhỏ cho mình sống. Sau đó là mình với anh Siro sẽ xuống dưới cái tháp mà trong tập trước chúng ta đã xuống á. Mình sẽ xuống đó mình đánh boss nha các bạn. Đó. Cái cây này là cây này chặt gỗ đúng không ta? Ôi, cây gì to vậy anh? Ở đâu? Cây ở đâu ra vậy? Cây này có một con zombie nó rớt ra cho anh. Phải rồi, cái cây to rồi trời. Nhưng mà hiện tại anh chưa dùng được đậu xanh. Oh my god. Từ. Bây giờ em đi chặt gỗ đi, em đi chặt gỗ đi. Ok, em đi chặt gỗ. Ủa sao ủa em chưa chế thành ván gỗ được. Không chế bằng ván gỗ, em phải đặt nó xuống, em đặt cục gỗ nó xuống. Rồi. Rồi, em cầm cái cây búa, cây rìu á, em chặt lên trên nè. Em bấm chuột phải em chặt ở cái mặt trên á. À, ok. Vậy là giống như kiểu mình chẻ củi đúng không? Đúng rồi. Hấp dẫn. Em bắt đầu hiểu cái vấn đề rồi đó. Thôi, em thông minh lắm. 1 hour later. Rồi, đời em dơi. Em giết mấy con heo hết thịt rồi. Đây, cái tháp này đầu tiên là em phải biết xác định được là cái rương nó nằm ở cái mặt nào. Cái này là cái tháp hả? Đúng rồi, không, cái này là cái tháp cắm xuống đất. Tại vì nó có nhiều tháp lắm, một là tháp cao lên trời, hai là tháp cắm xuống đất. À, ok. Đây, anh sẽ tạo cầu thang để hai đứa cùng lên. Em lấy một ít đất luôn, biết đâu em cần. Rồi, lên đi Phong. Ok, đâu rồi, anh đâu rồi? À, đây, ok, thấy đây. Rồi, okay. Rồi té gãy chân luôn. Cái là leo sao mà té gãy chân luôn. Phải rồi. Okay, trong đây nó có vài món đồ nè, em dùng đi, em lấy đi. Ồ, bùm bì răng. Len nè. Có len rồi. Yeah. Cái bùm bì răng đó nếu nó đúng ra là nó chỉ để chơi thôi Phong. Nó không làm được gì chân. Ủa nó không chọi được à? Không, chọi được nhưng mà nó không có đam. À ok. Em lấy cây rìu với cây kiếm đi. Cây rìu cây kiếm. Ủa em chưa xài kiếm được. Được, kiếm đá sẽ được rồi. Mình lấy nhiều len cho anh. Ê, kiếm đá sẽ được rồi nè. À, trời, chém được. Rồi, bây giờ mình đi xuống. Không, đừng xuống đó. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là mình sẽ lắp cái này lại nè. Đó. Rồi, bây giờ mình xác định được cái rương bên đây đúng không? Bây giờ mình xác định được cái rương mặt này. Rồi, bây giờ mình chỉ cần đứng ở chỗ này. Đây, rồi bây giờ em cầm sẻng, em đào thẳng xuống. Đào thẳng xuống dưới. Okay. Rồi, ê, đừng đào thẳng. Đào theo hai ô vậy nè, để không lỡ nó coi. À ok. Ê từ anh cần đến giờ tí, anh quên mất là cái số tầng của nó là bao nhiêu rồi. Đào xuống đi. Ok. Rồi, em đào vô trong. Từ đào lên. Em đào mấy cục đá nó cho em mấy cái viên đá nhỏ nè. Ừ. Em lên đi rồi. Em đập cục đá đi ra, À khỏi đập đá đi, Ê em đi vô đây, em đi vô đây em coi nè. Đây hả? Ồ. Đó. Ồ cái rương nè. Ồ, hấp dẫn. Ôi có bánh mì với táo nè anh. Bọn mình chia đôi nha. Đợi đánh quái. Bọn mình chia đôi bánh mì với táo đi. Sách phép nữa nè. Phải nồi. Đâu anh lấy một nửa, nên không cần chia đâu. À ok. Ghê không? Chích. Ghê, hấp dẫn. Vậy là mình khỏi cần đánh quái, mình vẫn lấy được đồ. Hấp dẫn vậy. Đúng rồi. Trời sắp tối rồi nè. Em đếm trong khoảng 8 ô. À ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đào vô ô. À đâu, lên. Hình như là đếm trong khoảng 6 ô thì phải, 6 ô. Chưa đập vô, chưa đập vô. Ôi, em thấy skeleton, Nè, em đặt này nè, xong rồi em phải đặt cầu thang vô trước như này. Đó, rồi em đập cái cục ở trong ra. À. Như thế này thì nhỡ nó sẽ không qua được. Và nó sẽ không thấy được mình nữa đúng không? Đúng rồi, tại vì mấy con nhện ở đây á, má kiểu nó chui được nửa lóc luôn em. À. Ui, nhãn ghi tên nè. Này đem về chắc chắn. Ôi, con gì đánh em ở đây? Ui. Con gì đánh em vậy? Em bị nhiễm độc. Cái gì á, con gì nó đánh em bị nhiễm độc luôn nè. Rồi, ok. Để mang đi. Skeleton bắn em hay gì? Như skeleton bắn em hay gì? Để mang. Ồ. Bây giờ mình có sắt nè. Mình ăn là mình hồi máu được đúng không anh? Đúng rồi. Ok.
Hút ra, hút ra. Ôi, ôi em bị con gì nó nổ. Ôi. À boss, 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 gần từng boss rồi, mình gần từng boss rồi. Ôi ôi ôi, em thấy nó rung lên rung lên người luôn anh. Em mở rương không được luôn rồi. Từ từ, mình gần từng boss, mình gần từng boss rồi. Nhảy lên, nhảy lên một ô, nhảy lên một ô, nhảy lên một ô. Chạy hả, chạy hả? Nhảy lên một ô, nhảy lên một ô thôi, nhảy lên một ô. Em đặt lóc không được. Ok ok được rồi. Không ơi, em có bàn chế tạo không? Gì anh? Em có bàn chế tạo không? Ờ em bàn chế tạo. Ờ coi đó, đây có đây, coi đây em chế được nè. Đặt ra, đặt ra, đặt 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 đặt. Đó 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 đó. Ê đừng đừng đặt đây, đừng đặt cái lỗ này, đặt cái lỗ, đặt cái lỗ nha. Ok ok. Rồi. Rồi. Em sang quả táo vàng cho nó lấy lại sức mạnh. Ờ không, táo vàng để khi nào hết máu ăn. Có ngọc Ender để em có thể trốn thoát mọi lúc mọi nơi. À từ 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 từ, chơi nha, chơi nha. Boss đâu, boss đâu? Boss đâu rồi? Boss trong, boss trong, boss trong, boss trong. Em thấy anh zombie rồi, chưa thấy boss đây. Boss. Ôi kìa, ơi boss, boss kìa, em thấy boss rồi, em thấy boss rồi. Con boss nó đang đánh, con boss đang đánh với con zombie. Giờ mình làm gì anh Rô? Chờ chờ anh lấy. Bây giờ mình phải đổ xô nước ở đây trước, biết để làm gì không? Gì anh? Để con boss nó trôi ra ngoài, nó không có lại gần mình được. À ok ok. Ôi giờ mình vô được chưa? Mùi zombie đông thế. Nhiều zombie quá. À con boss chưa chết, con boss chưa chết. Tham kinh nghiệm đi em, tham kinh nghiệm đi em, tham kinh nghiệm boss okay, đi. Ok ok ok. Quá trời zombie anh ơi. Hình như là mấy con zombie nó quýnh con boss luôn sao anh? Ờ bây giờ mày dùng nó. Tham. Ai? Ui, ui. Ui. Con boss nó mới quăng qua cầu lửa dưới đầu em. Từ. Cái lúc mà anh em mình xuống, anh em mình mở rương á, tại vì gần con boss quá nên là nó quăng cầu lửa giống như zombie, nên là mấy zombie quăng con boss luôn. À ok. Chứ đi cái hang này anh chỉ sợ nhất mấy con nhện. Kiếm em hư rồi nè. Để em làm cái kiếm. Ui em hết que anh ơi. Đâu đâu em có que em, cho xin que em làm kiếm. Tính ra que em này cũng hiếm quá nha. À từ từ. Stick. Để em thử coi. Kiếm sắt là level 8 đúng không? Để em thử lên level 8 bây giờ dùng kiếm sắt luôn. Ok. Em sẽ lên level 8. Ủa chưa dùng được nữa hả? Chưa lên level 8 được. Ok. Có kiếm rồi nè. Ủa, có một con zombie đặc biệt. Ủa con zombie nó cháy lửa anh ơi. Không có con zombie đặc biệt nha. Trời ơi, con boss nó là đánh em đó rồi. Ui. Ui con boss. Ôi đâu? Từ từ không anh. Đâu? Em đừng chết nha, 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 em đừng chết nha. Ok ok ok, không chết, không chết. Để lên đây lấy que xuống nha. Ủa chứ cần em đứng gần đây là đồ anh sẽ không bị mất đúng không? Đúng rồi, không, đồ nó sẽ bị mất theo thời gian nhưng mà thời gian ở trong cái world này lâu lắm. Ui, mỗi lần đi cái đanh trần này cũng khổ sở ha. Đúng rồi. Để em lại gần của nó hơn. Đây. Đông quá, đông zombie quá các bạn ơi. Ok, em đã giết được con zombie phiên bản gọi là con, đặc biệt. Con đâu có đồ mạnh á, con đâu có đồ mạnh á. Ôi, kim cương anh ơi. Rồi, kim cương đồ đầy luôn nè. Kim cương. Nhưng mà kim cương này dùng không được. Thôi lấy luôn anh, cứ lấy về, mai này chắc biết đâu chúng ta có cần. Ok, lấy kim cương vậy nha. Anh đặt ba lô đi, em bỏ vô ba lô anh nè. Có vàng nữa kìa, em chế được ba lô rồi. Yeah, có vàng vậy là em sẽ chế được ba lô. Rồi, em chế ba lô đi, em chế ba lô đi. Em không có em theo da. Cái gì? Ok, để em đặt ba lô anh nè. Ok, ba lô anh đâu? Ba lô trên lưng anh nè. Okay. Rồi. Ủa sao ba lô hết? Ba lô anh hết đồ rồi. Anh bỏ hết ở nhà mà. À ok. Trước khi đi tính toán hết rồi em. Biết rằng mình sẽ chết cho nên để hết nha. Đúng rồi. Ok, có yên ngựa đó nè. Thật ra cái ba lô này mà em chết thì nó vẫn để yên cho em mà. Không mất đâu. Nè, cái khiên của anh em quăng cho anh nè. Ok. Chúng ta đã có được thêm rất là nhiều đồ mấy bạn ơi, quá đã ha. Đâu có khiên anh đâu, có khiên anh đâu. Em quăng ở trên này đó. À ok, thấy anh.
Rồi đập, đập ra vô 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 lấy thêm đồ, đập ra vô lấy thêm đồ. Ok, vô. Ừ, muốn lại cái show nước này, cái phần mình muốn lại show nước này. Mày hãy giam bay, mày. Ok, em giết được mấy con zombie rồi nè. Bắt đầu anh. Ui chui nước không ơi, chui nước không ơi. Mày hả mày? Ui ghê vậy. Còn một con. Ui còn quá cái nhà con luôn nè. Ui mấy con này con gì ghê quá anh. Đánh nó. Ủa con boss rồi ta. Mấy con này nhìn như mấy con virus vậy đó. Ghê vậy. Ôi còn có thằng lằn anh ơi, có thằng lằn ra kìa. Rồi cẩn thận anh ơi, bơi lên anh ơi, có chừng. Anh ơi, dây dít rồi. Ủa boss đâu ta? Tại vì bình thường nếu mà mình đứng gần boss là mình không thể nào là đập lấy đồ được. Không thể nào mở ấy được. Không boss chết rồi trời. Không, hồi nãy con boss nó bị mấy con zombie đánh rồi cái kiểu luôn rồi. Ê đừng nói boss bị zombie đánh chết nha. Ôi có con chuột, thằng lằn dưới đây anh ơi. Mày. À! Ok làm lại đồ đã, phải nồi thật. Con chuột rồi. Ôi skeleton. Ê anh, tính ra em để ý con mạnh nhất trong game này là con skeleton hay sao? Mình nghe được tiếng rô đang đánh nhau với bọn nó, mình sẽ ra phụ rô. Nó chết luôn rồi. Phong ơi, em múc lại xô nước của em đi Phong. Ok anh. Ê, cái sao đánh em? Em bị mất cái xô luôn rồi. Em chết là mất cái xô rồi. Ôi con nhện. Dây kim cương kìa Phong ơi, dây kim cương kìa. Kim cương đâu? Ủa đâu phải kim cương, cái này là mắt ender, dùng để giết rồng. Ôi, con gì đen thui lùi bự lắm anh ơi, trong đây nè anh ơi. Con này giết mình, con này đánh mình đó. Đánh nó. Ôi, đi bay rồi đây anh ơi. Ôi. Khỉ đó, quánh nó. Ôi. Đừng quay lưng lại. Mày. Ôi, ok. Ủa anh ơi con boss đâu anh? Tại bây giờ chết mấy lần luôn rồi. Con boss đâu rồi? Hả? Con boss đâu? Anh không biết nữa. Hay là boss chết rồi ta? Hay là boss chết thiệt rồi. Nhiều khi nó bị zombie đánh chết đấy anh. À. Để em ra em lấy sắt. Anh tưởng mấy con này đồng đội của nhau. Đúng rồi, tính ra là zombie là quái vật, nó phải bảo vệ con boss, còn đằng này nó quay qua giết con boss luôn. Quay tin được. Ây da con. Ơ skeleton bắn em ở đây. Skeleton sau lưng. Skeleton sau lưng anh đi. Anh có khiên đâu mà anh che lại. Sao kệ nó. Ôi em được hết đồ rồi chưa? Em lượm không biết có hết đồ chưa, nhưng mà em thấy em chết nãy giờ mấy chục lần, không biết có lượm lại được đồ không này. còn một cái rương dưới đây mình chưa lượm hết nè Phong. Ok mình đem lấy luôn cái rương này đi là xong. Mình đã lên bờ được các bạn ơi, mình đã sống sót thành công rồi các bạn ơi. Hợp lý quá. Anh em mình đâu cần giết boss đâu. anh em mình không cần giết boss, con zombie nó tự giết boss luôn. Và không biết tại sao zombie lại giết boss luôn á. Ê với lại nha, tính ra đây là cái lần đi giết boss mà gọi là sao ta, đơn giản nhất hành tinh. Nhàn vậy. Mình không cần đụng gì đến con boss nên con boss nó tự bị zombie cắn chết, phải nồi. Ok các bạn ơi, có lẽ là mình nghĩ là tập này cũng đã dài rồi. Và nếu như mà anh em thấy thích tập này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Siro và các thành viên của team Hero đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha. Và nếu như video này đạt được 3.000 like, mình sẽ tiếp tục ra tập tiếp theo nha anh em. Ok, và tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, tạm biệt. Bye. Bye bye.